anh bắt cái là sập. Này tí anh lưu ấy, mấy nước cái này, đoạn này, nước này. Nước ngọt. Nước ngọt đi. Anh lưu bít. Anh lưu lại mấy cái tấm luôn. Đường đi đường ngọt kia đằng ấy lại đi. Đi trang thần thơm. Nghĩa Trang Trường Sơn thì chả có người ta thấy mộ. Cái tận đó. Ông có vào đấy bao giờ? Thì qua đấy rồi. Lần trước đi thì phải đi. Đấy, đi như thế. Trong ấy toàn mộ. Chả có gì. Trang đi thăm, thăm bảy. Trang thì là mộ thôi. Thăm bảy thì là đâu? Để các cái nơi đi thăm biếng. Các nơi đi thăm biếng. Bãi chỗ này bãi này đẹp. Bãi chấm. Ừ, đây đây đấy. Chấm. Đấy, năm này biến đấy. Đấy, nó không phát triển du lịch đấy về bãi Tràng Tinh này. Cửa Tùng à, Cửa Tùng đẹp hơn Cửa Việt. Cửa Việt có mỗi quán Ái Thủy. Ái cười. Cửa Việt có mỗi quán Ái Thủy với cùng một ươn. Anh ấy cả. Chị nhiều khách phết đấy. Nhiều đông suốt ngày. Mỗi cái thùng Tinh ở đây ngon đấy. Mỗi cái thùng được lon bia ấy là tiêu bán được triệu đấy. Mấy hôm một tuần hay mấy hôm lại được. Hôm nào ấy? Một cái bể đấy. Cứ bắt đi xong lại gọi đến luôn. Ba cái. Thế là cái thùng chơi rồi. Hủy nồi tôm. Ai nhận nồi tôm? Ai mà nào cái cậu vào đây thì tao ăn chán tôm mà. Bây giờ học tôm rồi. Nuôi à? Trước nó nuôi mấy đồng. Nuôi ở đâu? Nuôi ở nghe biển. Vơ nạo về thì tôm chả biết làm sao. Thôi được mấy lứa thôi. Có làm ăn. Tôi ái là làm ấy. Bây giờ là làm bên bảo vệ cái gì biển cũng thì thuộc về cái bán xăng dầu có